Em chào mọi người nha, đầy nhà quá nên em sẽ tách lô bớt cho bà con nha. Đây, em sẽ vay sẵn cho mình vậy đó. Ai cần thì báo em. Em này là chip. Nón cua ly, tôm mì, Playboy, này, đó, NBA, cá, rồi sẽ vay nhanh tí nha. Em còn tách nhiều lô lắm. S. Rồi, em chào mọi người nha.